Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Bắc Bộ chuyển tốt thêm, nắng xuất hiện và nền nhiệt độ cũng tăng dần. Cụ thể là ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trời chuyển nắng từ sớm, toàn miền đều tăng nhiệt với mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở các tỉnh phía Tây sẽ tăng lên ngưỡng từ 29-32 độ. Còn đối với khu vực phía Đông Bắc Bộ, đến trưa chiều, trời cũng hửng nắng nhẹ. Mức nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong ngưỡng từ 24-27 độ. Dự báo từ khoảng ngày mai trở đi, vùng áp thấp phía Tây sẽ có quá trình mở rộng và phát triển về phía nước ta, cho nên khu vực Bắc Bộ sẽ có nắng nhiều hơn và nhiệt độ gia tăng. Ở phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ tăng trở lại trong ngưỡng từ 28-31 độ, còn ở phía Tây Bắc Bộ là từ 31-33 độ, riêng tại khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn. Tuy nhiên, theo dự báo xa hơn, đến khoảng ngày 25 và ngày 26 tháng 4, miền Bắc lại tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới. Không khí lạnh cuối mùa nên chủ yếu gây ra mưa rào và dông diện rộng, chứ không đủ để làm nhiệt độ giảm sâu. Tuy nhiên, không khí lạnh xuất hiện ngay sau những ngày nền nhiệt khá cao, vì vậy khả năng cao sẽ xảy ra các đợt mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh, đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Thậm chí sang tới tháng 5 sẽ vẫn còn khoảng từ 2-3 đợt không khí lạnh yếu tràn xuống. Xu hướng tăng nhiệt cũng diễn ra tại các tỉnh miền Trung. Cụ thể là tại các tỉnh từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, nhiệt độ trưa chiều nay phổ biến trong ngưỡng từ 27-30 độ. Dự báo 21 tháng 4, nhiệt độ sẽ còn tăng lên ngưỡng từ 29-32 độ. Riêng tại khu vực vùng núi phía Tây có nơi trên 33 độ. Đối với các tỉnh thuộc khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận trong 3 ngày tới, nhiều khả năng sẽ có mưa rải rác về chiều tối. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ 1-2 độ so với những ngày trước, phổ biến dao động trong ngưỡng từ 29-32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong 2 ngày tới, tiếp tục chịu sự chi phối của đới gió Tây Nam, nên cả hai khu vực đều có mưa rào và dông vào thời điểm chiều tối. Cục bộ có điểm sẽ có mưa vừa, thậm chí là mưa to kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Cùng với mưa thì nhiệt độ trong ngày trên cả hai khu vực không quá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 29-32 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ trong khoảng từ 31-33 độ. Cục bộ có nơi cao hơn. Tin về siêu bão Surai. Vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc, 126,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, tức là từ 200-220 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo 7 giờ ngày 20 tháng 4, vị trí tâm siêu bão sẽ ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 370 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, tức là từ 185-200 km/h, giật trên cấp 17. Trong 24-48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5-10 km và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 4, vị trí tâm bão vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 124,7 độ Kinh Đông, cách phía bắc đảo Luzon Philippines khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 165-185 km/h, giật trên cấp 17. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được từ 5-10 km. Đến 7 giờ ngày 22 tháng 4, vị trí tâm bão vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 124,0 độ Kinh Đông, cách phía bắc đảo Luzon, Philippines khoảng 200 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150-165 km/h, giật trên cấp 17. Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, 20 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ,
sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Giữa vùng biển phía Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió nhẹ, phía Đông gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.